Thiếu Lâm Song Diện. Âm dương, rồi có tình, có lý, có cái võ như cái đạo cũng phải có, quyền và cước cũng phải đi đâu với nhau, rồi có nhu, có cương, đó có nghĩa là như vậy. Trong logo của môn phái Thiếu Lâm Song Diện, bàn tay nắm thể hiện quyết tâm phá bỏ những u mê để hướng đến đạo đời, bàn tay xòe thể hiện tinh thần dùng võ đạo để tu tâm. Xin giới thiệu cùng với anh Tùng Duy Nhất là trên đường chúng ta từ Cần Thơ đi vào huyện Cờ Đỏ là nơi của võ sư Trần Hoàng Vũ mà tôi đã giao cho võ sư Trần Hoàng Vũ làm trưởng môn, vì sức khỏe hiện tại cũng đã bị giới hạn nhiều, không có đảm trách lâu dài được. Xét thấy thì Trần Hoàng Vũ có cái tư cách rồi về đạo đức, rồi đã có về cái năng nổ và có bầu nhiệt huyết để xây dựng môn phái phát triển lớn mạnh thêm, cho nên tôi đặt hết niềm tin cho Trần Vũ. Trước mà Vũ học võ bên thầy thì đi di chuyển từ Cờ Đỏ lên hay là ở luôn lại Cần Thơ không? Thời gian đó là Vũ đi làm rồi bộ đội rồi đó, rồi đóng ở Cần Thơ, nên theo cũng mấy năm đó là theo học của tôi ở đó. Từ lúc mà anh Vũ theo thầy á, là khoảng thời gian tính đến thời điểm bây giờ là đã bao nhiêu lâu rồi thầy? Tính ra gọi là gần 20 năm. Bây giờ anh Vũ là sống ở tại Cờ Đỏ luôn hả? Ừ, sống ở Cờ Đỏ luôn. Từ đó là mở phòng tập ở dưới đó, xong rồi phát triển miết tới bây giờ luôn. Đúng rồi, phát triển triển hiện tại là coi khoảng 4 sân của huyện Cờ Đỏ, rồi một sân ở huyện Vĩnh Thạnh nữa. Vũ chạy cách 10 cây số cũng chịu khó, đúng là cũng có tâm huyết mở rộng phát huy thêm môn phái đó. Là tôi cũng cảm thấy rất là mãn nguyện và hài lòng. Sau gần một tiếng đồng hồ, xe đã đưa chúng tôi đến huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Đi từ đằng xa, đã nghe âm thanh của lớp học võ khiến cho góc quê trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Lúc này cũng đã tầm 10 giờ trưa, trời cũng đã nắng gắt hơn, nhưng không khí của sân tập vẫn nhộn nhịp và sôi động. Thưa sư phụ mới lên. Nghỉ! Tất cả các em chú ý. Chào. Ấn tượng đầu tiên của tôi về vị trưởng môn phái Thiếu Lâm Song Diện đó là một sự uy nghi nhưng lại vô cùng gần gũi. Em tham gia môn phái Thiếu Lâm Song Diện ngay từ nhỏ, được sư phụ dạy. Bây giờ là sư phụ đã lớn tuổi rồi, thì cái trách nhiệm gánh vác môn phái thì các anh đều bận, cho nên là em cũng cố gắng bỏ công bỏ sức ra để mà chấp chưởng chỗ sư phụ, rồi để làm phát triển võ thuật của huyện, của môn phái, của thành phố. Cho Tùng hỏi là tất cả những cơ sở vật chất đây là Vũ tự bỏ ra để làm, hay là có sự hỗ trợ của chính quyền, của liên đoàn hay là của xã, của huyện gì mình? Cơ sở vật chất thì là của cá nhân em thôi, vì yêu nghề, vì nợ sư phụ, nợ quê hương, nên cố gắng đầu tư để làm cái gì đó, một chút công sức gì đó để cống hiến cho địa phương mình, có một số võ sĩ nổi tiếng chẳng hạn, sau này nó theo Duy Nhất, nó nổi tiếng như Duy Nhất hay sao, phải không? Đó là cái điều tốt đẹp gì sao. Bây giờ em đây thì em ít có tập về quyền này kia nọ lắm, em chuyên đánh đối kháng, cho nên là mời anh Tùng với sư phụ với Duy Nhất
sang xem mấy cháu nó biểu diễn dài thế. Về huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, tôi lại được mở rộng thêm kiến thức của mình trong phần đấu đối kháng. Chưa nắng gắt, nhưng không vì vậy mà suy giảm tinh thần tập luyện của các võ sĩ. Trải qua thời gian tìm hiểu những tinh hoa của môn phái Thiếu Lâm Song Diện, tôi quyết định tìm gặp các vị võ sư để trình bày ý định của mình. Từ Cần Thơ đến với lò võ của anh Vũ, thấy tất cả các bạn đang tập luyện, con cảm thấy rất là háo hức và rất là mong muốn được thầy Tư và anh Vũ có thể cho phép con được gia nhập vào môn phái Thiếu Lâm Song Diện của mình để được học hỏi những kỹ thuật, những cái hay của môn phái của mình. Thì xin thầy Tư với lại anh Vũ xem xét thế nào ạ? Môn phái thì lúc nào cũng mở rộng vòng tay để đón các võ sinh xin gia nhập, nhưng mà phải qua sự thử thách theo đúng môn quy của môn phái. Để chuẩn bị cho buổi thử thách dành cho duy nhất sắp tới, hai vị võ sư quyết định dành trọn buổi chiều để cùng nhau bàn bạc sắp xếp. Đây là cái điểm em cần phải vượt qua duy nhất ạ. Em phải đào cái hố cho anh. Hố em cần đào là chiều sâu là 90. Từ đáy lên 90 bằng mặt này. Em thấy không? Nè, 90. Rộng 80. Đây. Sau khi cho tôi xem qua một hố đất đào sẵn, võ sư Hoàng Vũ đã dẫn tôi đến một khu đất khác với độ cứng và khô hơn. Em có thể là thực hiện cái công việc của mình đi nha. Thôi để chú khai trương cục anh. Ai à, cố gắng nha. Dạ. Muốn học võ phải chịu vậy thôi. Dạ, cố gắng duy nhất. Dạ. Mọi thử thách khó khăn nha. Dạ, con sẽ cố gắng hết sức mình. Đào hố này không biết mấy tiếng đồng hồ nữa. Cũng may là hồi nhỏ cũng ở quê cũng biết cuốc đất rồi xúc đất, cắt cỏ, ra ngoài đồng đào dế, giờ được xúc đất. Ước gì mưa một xíu cho nó mát. Sau đây là ca khúc Mưa Phi Trường. Bước bước trong chiều mưa, đi về bước chân lẻ loi, đất vẫn còn nhiều đây, biết bao giờ đào đủ hố đây. Đi về mệt quá. Có khi nào thầy giấu vàng hay giấu gì dưới đây không ta? Kêu mình đào lên. Nhiều khi vậy mà cũng ngon. Kệ, chó gì lấy đó à. Mưa nhưng mà này 1 mét rồi em ạ. Vậy là tốt rồi, cực kỳ tốt rồi. Nhưng mà chưa đâu nhá. Thầy sau khi kiểm tra cái hố thì thầy đồng ý kết quả cái hố rất là tốt, nhưng mà tưởng là được nhập vô môn phái rồi. Thì ai ngày là mừng hụt còn thử thách nữa. Thử thách tiếp theo mà hai vị võ sư dành cho tôi đó là nhảy bật từ hố lên trên mặt đất và nhảy ngược từ mặt đất xuống hố. Điều kiện đưa ra cho tôi là phải làm động tác này mà không được xoay người lại và làm liên tục trong 5 lần. Rồi bắt đầu. 1 2 3 4 5. Rồi chúc mừng duy nhất. Vì mình cũng có thể lực cũng như là cũng tập luyện võ từ nhỏ nên là có cái độ bật tương đối tốt, thì cũng thực hiện được 5 lần, tưởng là thành công rồi, sướng rồi, được tập là Thiếu Lâm Song Diện rồi. Ai nghe lại thêm một thử thách nữa là phải đeo vô chân 2 cục chì, mỗi bên nặng 1 kg, nhảy xuống dưới hố thực hiện thêm 5 lần nữa. 1 2 cứ từ từ thôi. 3 4 cứ từ từ thôi. 5 chúc mừng duy nhất rồi, thành công tốt đẹp. Ý của anh á, muốn em đào cái hố như thế này trước khi nhập môn á là nó có rất là nhiều ý nghĩa.
Cái thứ nhất là nó thể hiện được cái tính chịu khó. Cái thứ hai, đào là mình dùng gì? Dùng tay, là thể hiện cái lực của cái tay. Sau khi đào hố xong thì là duy nhất phải nhảy lên để anh kiểm tra coi cái trước tiên là cái xương sống em có tốt không, có khỏe không. Rồi nhảy, nếu mà nhảy cảm thấy được rồi đeo chì là để kiểm tra bộ chân em có khỏe hay không. Đặc thù của miền Tây mình á, thì sông nước rồi mương rãnh ao hồ á, thì võ sĩ thì cũng phải biết là nhảy lên nhảy xuống lao động rồi bưng vác lúa phân bón nhảy qua mương rãnh. Cái đó là cái quan trọng nhất của một người dân miền Tây. Cho nên là cái chuyện mà đào mương nhảy mương là bắt buộc em phải vượt qua thì mới gia nhập được. Yeah. Thế đấy. Yeah. Ừ. Phép thầy hồi nãy thầy nói là mang một bao chì thì mỗi bao nặng bao nhiêu thầy? 1 ký. 1 ký vậy thầy có thể cho phép em kiểm tra thử coi. Được. Dạ, chì thiệt á chú Tùng à, không phải chì giả đâu. Rồi mời anh Tùng. Tổng cộng là 4 tấm. 4 tấm. À, mỗi tấm 2 lạng rưỡi. Hai lạng rưỡi. Vậy thì nói cho vui. Thì cảm ơn Duy Nhất là trong cái cuộc hành trình này có một lần thử thách á, là Duy Nhất phải leo lên và nhảy xuống. Thì lần thử thách này á, là đào xuống và nhảy lên. Vậy.